Cái con này là cái con mình đem ngoài ngoài kho vô các bạn, thả dây giường cho nó rộng nha. Đó, vô đây thấy nó thoải mái hơn. Đó, nó có mấy mấy bạn đi ở chung đó mà. Đó. Đó, cái này là con này con Việt nha, máy Việt. Hai con máy Việt. Đó, một con máy Mỹ. Đó, vô đây thấy nó thoải mái hơn các bạn. Bung rộng thấy thoải mái hơn nè, đi vòng này nè. Đó. Mình mới cất thêm cái nhà cho nó ở đây nữa các bạn đó. Hết dán rồi lấy bạt xe tải mình đóng làm cái vách cho nó luôn. Có cái mái hiên bên hông nữa nè, đó thấy không? Còn cái nhà bên bên kia là cái anh hàng xóm đó. Anh hàng xóm cũng có cái nhà nữa. Đó, anh hàng xóm này đứng ở ngoài cái rào này. Anh đứng ngoài cái rào này, anh đứng bên kia anh cứ gái hoài, con bên này cũng đứng bên này gái hoài luôn. Hai con cứ đứng gái hoài. Có cái khoảng cách khoảng 2 mét các bạn, đây qua bển đó. Chứ không thôi hai ảnh sực nhau luôn ạ. Đó, anh hàng xóm. Anh hàng xóm với vợ ảnh á. Còn một con vợ đang ấp chổng nữa. Đó, anh ở nhà của anh hàng xóm nè. Rồi nhà của con này đây nè, các bạn thấy không? Đó. Rộng thoải mái cho đi bơi thoải mái luôn. Đây phía trong nè, các bạn coi phía trong. Đó. Đây đường xé rơm, đường xé. Mình không có xài mấy cái thùng nữa các bạn. Cái thùng nhớt hôm trước mình xài đó. Làm cái ổ cho gà đẻ đó các bạn. Nó trơn các bạn ơi, gà mái vô trơn lắc rồi trứng bị hư hình ra thôi. Các bạn nào xài thùng nhớt thì cẩn thận nha, mình hôm đó mình làm mà nhưng mà thấy thí nghiệm rồi không đạt nha các bạn. Bữa nay mình vô đây mình gặp nó giống như nó quen vậy nè, chạy lại nó chạy lại nó nhìn 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 dòm dòm nó thấy tội nghiệp đó. Tại vì hôm trước nuôi nó ngoài kho gần cả năm mà ngày nào cũng cho nó ăn hết trơn á, thành ra bữa nay vô thấy nó thấy cái này bé con kêu nó quay lại không, nuôi gần cả năm rồi mà mới thả vô đây à, biểu ơi con, biểu ơi, biểu ơi vô đây đi chơi đã rồi quên luôn ha, biểu ơi, biểu ơi, biểu ơi vô đây có vợ mới rồi quên luôn rồi, biểu ơi con. Vô đây thấy đẹp không? Đó. Anh hàng xóm bển anh cũng sung lắm.